giúp đỡ được. Đây là cận cảnh chiếc xe của người nổi tướng tỉnh Bạc Liêu một thời được các bạn, công tử Bạc Liêu. Đây là chiếc xe ngày xưa công tử Bạc Liêu sử dụng thời còn sống như các bạn ấy. Thời trai trẻ, chiếc xe gắn liền với ông. Ông đã từng đi thăm lúa bằng máy bay, một người nổi tiếng, công tử lãng tử thời ngày xưa của Bạc Liêu đây các bạn. Đây là căn nhà nơi ông sinh sống ngày xưa đây. Giờ cũng rất nhiều bà con du khách tới đây.